Ok, vừa rồi thì anh em đã xem cái đoạn clip mình dựng đằng trước rồi đúng không? Thì mình bắt đầu đến cái đoạn là chúng ta sẽ phải đến với gọi là video 4K D-Log 10 bit để xem nó sẽ như thế nào. Theo bản thân mình, khi mà mình dựng những cái file đầu tiên thì mình cảm giác là cái file của Hi Pro nó ngon hơn. Đây, thật sự là như thế, mình cảm giác là hai của Hi Pro ngon hơn. Về độ chi tiết các thứ thì mình không nói nhé, tại vì hai con này về cái cảm biến thì nó sẽ như nhau, mình sẽ chỉ nói về phần màu là chính thôi. Đó. Nhưng mà khi mà mình nhìn trên waveform ấy thì mình mới nhận ra rằng là file của EIS thì thiên về màu xanh. Thì đúng là như vậy thật, từ những cái file ban đầu cho đến tận bây giờ các bạn nhìn thấy thì nó đều thiên sang màu xanh dương ấy. Đây này, các bạn nhìn thấy màu xanh dương nó sẽ nhiều hơn. Còn với file của bên này thì đây, cái độ xanh dương của nó lệch ít hơn, và cái các bạn nhìn thấy cái thanh màu nó tròn hơn và nó đều hơn. Đấy. Cái này nó tròn và đều hơn. Đây là file của Hi Pro nhá. Còn đây là file của hai này. Đó. Còn cái này thì nó sẽ bị rất bị nhọn này, nó không đều màu. Đấy, đây sẽ là sự khác biệt giữa hai cái vùng màu. Còn khi mà mình nghịch ngợm và mình edit xong ấy thì nó sẽ như thế này. Đây. Đó. Khi mà mình cân màu về thì cái cảm giác là những cái dải màu các bạn nhìn thấy ở cái bên scope ấy, thì mình cảm giác là những cái màu này nó sẽ ổn hơn. Đó, nó sẽ ra một cái màu gì đấy nó kiểu nó nịnh mắt hơn, của con Hi Pro nó sẽ nịnh mắt hơn. Nịnh mắt rất là nhiều so với cái file của con EIS đây. Đấy. Còn đây sẽ chính là file của EIS này, mình cũng đã cân lại màu sắc các thứ rồi. Đây. Đấy, đây. Đó, mình đã cân lại rồi. Thì mình nhìn cảm giác rằng là nó sẽ có một cái gì đấy nó mượt hơn, và cái màu của Hi Pro ấy, nó mượt hơn, nó nịnh mắt hơn là so với cái file này. Đó. Bây giờ mình sẽ ví dụ cho các bạn một cái file mà mình dễ 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 nhận ra hơn đi. Đây là file của E2S nhá. Đây. Thì mình sẽ có hai file nó xem nhau hơn. Đó, đây này. Đó, các bạn nhìn thấy không? Đây vẫn là file log nhá. Nhưng mà chỉ cần nhìn thế này thôi là nó đã có một sự khác biệt rồi. Đấy. Đấy, nhìn thế này thôi là các bạn đã thấy có sự khác biệt rồi. Đây. Đây là file của Hi Pro này. Đó. Các bạn nhìn thấy không? Đây, mình sẽ mở cái waveform file gốc lên nhá. Nó sẽ hơi đấy, cái này nó rất là cân này, cái cân bằng trắng của con Hi Pro rất tốt. Đó. Và mình sẽ kéo cái contrast xuống một chút. Ồ, nó bị lag luôn rồi các bạn ạ. Máy mình hơi yếu với cái file này. Ok, thì mình sẽ cân cho nó vừa đủ thôi. Mình giảm bớt cái highlight xuống. Và khi trong cái quá trình mình làm ấy thì mình cảm giác rằng là cái phần màu, cái phần chỉnh này này nó sẽ dễ hơn, nó cũng tốt hơn ấy, kiểu nó tốt hơn so với cả con hai E2S kia. Đấy, và mình vẫn sẽ tăng lên tiêu chuẩn là 150 thôi. Tăng sắc tu lên 50%. Tại vì lúc mình quay là trời nó rất nắng, trời nó rất là nắng và nó rực, thì cái màu xanh của cái sensor này nó thu thì nó sẽ hơi bị xanh nhạt một chút. Đấy, nó sẽ hơi xanh, kiểu xanh xanh nhạt nhạt, nó giữa màu vàng và màu màu xanh lá, chứ nó không phải là màu xanh lá. Đấy, các bạn nhìn thấy mình có thể thay đổi màu sắc nó dễ hơn này. Đó. Đó. Nói chung là mình đánh giá khá cao về cái màu này rồi. Ok, và đây sẽ là file của EIS. Em bạn nhìn thấy kể cả từ waveform cho đến cái mức độ độ sáng nhá, độ nhạy sáng nhá, nó cũng khác nhau, tại vì mình đang để là auto, mình hai con mình đều không chỉnh gì cả, hai con thì để là auto. Đây, mình sẽ phải nâng sáng lên, con này thì phải nâng sáng lên. À, kéo contrast xuống, contrast thì con này sẽ sâu rồi, con này sâu sẵn contrast rồi, chứ không phải đến đấy. À, mình sẽ kéo sang đây 50. Các bạn nhìn thấy không, cái bởi vì là cái màu xanh dương ấy, nó lệch nhiều hơn, thế nên là khi cái màu xanh lá của hai cái này nó ra cũng khác nhau. Rồi, bây giờ mình sẽ reset lại cái này. Đó. Đấy, cái màu xanh dương và màu xanh lá của hai cái này cũng khác nhau. Đấy, không biết là anh em thích màu nào, tuy nhiên thì với mình thì mình cũng vẫn sẽ thích cái màu xanh của cái con Hi Pro hơn, tại vì nó dễ chỉnh hơn. Đấy, nhưng nếu mình như thế này thì đến khi các bạn edit thì không biết là như thế nào. Bây giờ mình sẽ thử kéo cái màu này nhá.
Đây nhá, mình sẽ thử kéo cái màu này xem như thế nào. Về độ lệch màu thì nó cũng không có quá là nhiều khác biệt. Đấy, tuy nhiên thì mình vẫn thích cái màu kia hơn. Đó, màu vàng, vàng. Đấy. Đây, nhìn thấy. Ok. Đó. Thì với đánh giá cá nhân của mình khi mà mình edit với góc nhìn của mình thôi, đây là với cái gu màu của mình thì mình thích cái màu của HyperPro hơn. Nếu không biết các bạn là như thế nào thì hãy để lại bình luận phía dưới. Cũng như nếu như anh em xem những cái đoạn video trước ấy, nếu mà thấy nó có cái gì hay thì cũng comment xuống dưới nhá, để mình xem là các bạn thích file của con nào hơn. Mình xin lỗi các bạn là mình quay những cái góc nó hơi không giống nhau một chút, rồi tại vì là bởi vì cơ bản là mình bay hai con mình một mình bay ấy, mình cũng không thể nào mình nhớ được là cái góc trước mình bay như nào, mình chỉ xem thôi. Thế là cái độ cao nó sẽ khác. Và thêm nữa là cái góc của con 2S ấy, nó là góc 20 ấy, à là góc 22. Còn à góc 20, còn con của 2 Pro ấy thì nó chỉ là cái góc 22 thôi. Thế nên là nó bị hẹp hơn một chút. Đó, thì là như vậy. Còn bây giờ thì anh em xem này cái phần tracking nhé.